Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ đến các bạn thêm một món ăn nữa. Đó là món nấm đùi gà rim nước tương. Và để thực hiện cái món ăn này thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình các nguyên liệu bao gồm: ở đây là hai nấm đùi gà. Hai nấm đùi gà này là khoảng 200g đó các bạn. Thường thì nấm đùi gà các bạn có thể là tìm mua ở siêu thị nha, hoặc là các chợ lớn cũng có đó các bạn. Tiếp theo nữa là các gia vị nêm nếm cần thiết khác, đó là nước tương hay còn gọi là xì dầu, tương ớt, đường, muối. Đây là hạt nêm chay và đây là hành tím băm. Các bạn có thể thay thế bằng hành bo rô nha các bạn. Còn đây là mè trắng sau khi mình đã rang vàng. Tùy theo sở thích của các bạn mà các bạn có thể tăng hoặc là giảm về cái liều lượng mè này nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt tay thực hiện món nấm đùi gà rim nước tương này nhé. Đầu tiên về cái phần nấm đùi gà thì bây giờ các bạn sẽ cắt bỏ cái phần gốc này đi nha các bạn. Tiếp theo thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái thau nước như thế này. Các bạn cho ở đây khoảng một muỗng cà phê muối để chúng ta đi ngâm nấm. Bây giờ các bạn sẽ để nguyên nấm như thế này và các bạn sẽ ngâm trong nước muối pha loãng này trong khoảng thời gian là 3 phút. Trong lúc chúng ta ngâm nấm trong nước muối pha loãng thì bây giờ chúng ta sẽ đi chuẩn bị cái phần nước sốt nha các bạn. Bây giờ các bạn sẽ cho ở đây là một muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê hạt nêm chay. Các bạn nhớ nha, cái đây là hạt nêm chay. Một muỗng canh nước tương, một muỗng cà phê tương ớt, sau đó thì các bạn sẽ khuấy tan cái phần nước sốt này lên. Nấm sau khi ngâm với nước muối pha loãng khoảng 4 phút, sau đó thì các bạn sẽ vớt ra và các bạn sẽ rửa sạch lại với nước. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi cắt mỏng cái phần nấm này nha các bạn. Các bạn sẽ đi cắt mỏng cái phần nấm đùi gà này ra từng miếng mỏng như thế này. Bây giờ các bạn sẽ bắt lên bếp một cái chảo như thế này và các bạn sẽ cho vào đây một ít dầu ăn để chúng ta đi chiên áp chảo cái phần nấm. Sau khi dầu đã nóng thì bây giờ các bạn sẽ cho nấm vào và các bạn sẽ chiên áp chảo. Các bạn nhớ là mình sẽ để ở mức lửa nhỏ vừa. Nấm sau khi các bạn chiên áp chảo và chở hai mặt đều như thế này thì các bạn tạm thời các bạn sẽ cho ra đĩa. Rồi với dầu còn lại trong chảo các bạn sẽ cho hành tím vào, các bạn sẽ phi thơm. Các bạn vẫn giữ lửa nhỏ. Sau khi hành tím đã thơm thì bây giờ các bạn sẽ cho nấm trở lại vào chảo nha. Sau khi đã cho nấm vào thì bây giờ các bạn sẽ chỉnh về mức lửa vừa. Sau đó các bạn sẽ cho cái phần nước sốt mà chúng ta đã pha trước đó vào để chúng ta đi rim nấm. Chúng ta rưới đều. Sau khi cho nước sốt vào rồi thì các bạn sẽ đậy nắp lại khoảng chừng 3 phút. Cho đến khi nào mà các bạn thấy nấm của mình nó keo nước lại thì các bạn sẽ tắt bếp nha. Rồi sau khoảng thời gian 3 phút thì bây giờ nấm của mình cũng đã chín và cũng đã keo nước lại rồi. Thì bây giờ các bạn sẽ tắt bếp. Wow, màu rất là đẹp luôn các bạn. Rất là thơm nha, món này rất là bắt cơm. Rồi bây giờ các bạn sẽ tắt bếp và các bạn sẽ cho ra đĩa. Sau khi đã cho nấm ra đĩa thì bây giờ các bạn sẽ cho mè trắng sau khi mình đã rang vàng, mình rắc lên.
Rồi như vậy là chỉ cần mất khoảng thời gian từ 8 đến 10 phút là chúng ta đã có được một cái món nấm đùi rà rim nước tương thật là ngon và đẹp mắt như thế này. Và rất là đơn giản phải không ạ? Mình chúc cho tất cả các bạn sẽ thành công. Và nếu như các bạn thực sự yêu thích món ăn này của mình thì các bạn hãy cho mình một like, cũng như là đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ cho mình và chia sẻ cho bạn bè của mình để cùng thực hiện nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi món ăn này. Hẹn gặp lại các bạn ở những món ăn tiếp theo. Bye bye!